Đây là nước giấm của lỗ lẩu. Em bỏ vô em lấy nước tỏi. Và đây là rau lẩu nè. Đây là nước uống. Đây mới chính thức là gỏi Thái nha các bạn. Và đang ở trong tiệm Thái nha các bạn. Và hiện tại là mình đang ở trên tiệm Thái nha các bạn. Và đây là nước chấm của lẩu nướng của Thái. Tất cả các bạn. Xôi xài Thái Lan nha các bạn.